Hãy tưởng tượng một sản phẩm có thể hội tụ được tinh hoa của những sản phẩm xuất sắc nhất. Một tựa game sở hữu cốt truyện của Lord of the Rings, tính immersive của Dishonored, hệ thống camera của Dark Souls, cơ chế parkour của Assassin's Creed, cơ chế lén lút của Batman Arkham, cơ chế chiến đấu của Left 4 Dead, tính năng body block của Dota 2, cơ chế trườn bò của Ghost of Tsushima, cơ chế bạn đồng hành của God of War, màn escape run lai giữa Crash Bandicoot và Ori Will of the Wisps, hệ thống tàu trạm của Half-Life, hiệu ứng vật lý tóc của The Witcher 3 Wild Hunt và Choice Matter như Life is Strange. Tất cả kết hợp lại cho chúng ta một sản phẩm có 102. Đó là Lord of the Rings Golem. Lord of the Rings Golem. Không, nó không xứng đáng có được cái tên chúa nhẫn. Golem là tựa game mới nhất do Diadelic Entertainment phát triển và phát hành vào ngày 25 tháng 5 vừa qua trên gần như tất cả các hệ máy trừ Nintendo Switch. Rất may mắn. Tới đây thì mình muốn nói một chút về nhà phát triển của game. Mình thực sự không biết nhiều về Diadelic Entertainment ngoại trừ những thông tin rất dễ tìm kiếm trên Internet như là họ đến từ Đức hay có trụ sở tại Hamburg. Mình cũng không biết nhiều về những tựa game mà họ từng phát triển trong quá khứ ngoại trừ duy nhất một sản phẩm. Đó là series game giải đố Point Click Deponia, thứ khiến mình kết thúc 35 giờ chơi bằng một chữ Nice. Ngoại trừ phần giải đố hơi mệt mỏi thì điều đáng khen nhất của Deponia chính là cách dẫn chuyện hài hước tếu táo của nhà phát triển, kết hợp với một nhân vật chính vừa là một thằng khốn khó ưa nhưng ẩn sâu bên trong lại có một trái tim đầy nhân hậu. Deponia là một trong số ít game mà mình sẽ gọi là Hidden Gem, một viên ngọc quý ít người biết tới. Nhưng đồng thời, trải nghiệm thỏa mãn của mình với tựa game này của Diadelic Entertainment lại càng khiến mình phải giật mình sững sờ khi nhận ra họ cũng chính là tên tuổi đứng đằng sau Golem, tựa game tệ hại được nêu tên trong video ngày hôm nay. Được bán với cái giá đầy đủ cho một tựa game AAA, Golem vốn được công bố lần đầu tiên từ tận tháng 3 năm 2019 dưới cái mác của một game phiêu lưu hành động dựa trên tác phẩm gốc của nhà văn J.R.R. Tolkien. Thời điểm đó đã có không ít người hoài nghi về tính hợp lý của dự án này, kiểu Chúa Nhẫn là một tác phẩm kinh điển đấy, cũng đã có rất nhiều tựa game ăn theo thương hiệu này rồi, nhưng mà chọn Golem vào vai chính thì có phần hơi kỳ quặc. Nếu bạn là fan của Chúa Nhẫn nói riêng và Legendarium nói chung, bạn chắc chắn sẽ nắm rõ nhân vật này hơn mình. Còn nếu bạn chưa biết thì có thể tạm hiểu rằng đây là một trong những nhân vật xấu xí và hèn hạ nhất trong cả bộ tiểu thuyết. Golem vốn từng là một hobbit có tên là Smeagol. Sau khi giết chết người anh em họ của mình để cướp lấy chiếc nhẫn The One Ring, đã bị ma lực của nó là bản thân trở nên tha hóa, biến dạng và ám ảnh trầm trọng. Golem sau đó đã sống thêm nhiều thế kỷ nữa nhờ vào chiếc nhẫn và sẵn sàng làm mọi thứ để sở hữu và gìn giữ thứ báu vật quý giá đó. Bàn rộng hơn về vấn đề này, chúng ta cũng cần phải nhìn nhận một cách khách quan rằng đây không phải là lần đầu tiên Golem xuất hiện trong video game. Suốt kể từ năm 2003 tới nay, trong rất nhiều phần game ăn theo hoặc dựa theo thương hiệu của Lord of the Rings, Golem vẫn thỉnh thoảng được xuất hiện như một nhân vật đặc trưng chỉ có trong thế giới của Tolkien, thường là trong vai NPC phe phản diện hoặc đôi khi là một con boss cần bị đánh bại. Trong tựa game MOBA hiếm hoi lấy đề tài Lord of the Rings, đúng, bạn không nghe nhầm đâu, có game MOBA về Chúa Nhẫn, nó có tên là Guardians of the Middle-earth, thì quay lại vấn đề chính, phẩm giá của Golem được gỡ gạc đôi chút khi hắn trở thành một vị tướng có thể điều khiển được. Tưởng tượng nó đừng đánh nhau và cào chết Gandalf mà xem, nghe có khác gì truyền thuyết về con thỏ nâu và chiếc cơ thực thể vũ trụ không cơ chứ. Cơ mà ngoài đó ra thì tuyệt nhiên chưa từng có tựa game nào lấy Golem để làm nhân vật chính cho người chơi nhập vai vào cả. Nếu đã không chọn những nhân vật có sẵn như là Gandalf, Aragorn, Legolas hay thậm chí là Sauron vào nhân vật chính thì bạn cũng có thể tự tạo ra một nhân vật hư cấu trong thế giới Middle-earth cũng được mà, như là Shadow of Mordor hay Shadow of War chẳng hạn. Hai tựa game này tuy chưa thuộc diện xuất sắc cực phẩm về cốt truyện hay gameplay, nhưng mà nó vẫn làm tốt dù xoay quanh một nhân vật chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết của Tolkien. Chưa kể, chúng còn mang tới một trong những hệ thống kẻ thù thông minh nhất mà bạn có thể gặp trong một tựa game, Nemesis System. Vậy thì tại sao Diadelic Entertainment lại cố bám trụ vào ý tưởng làm game xoay quanh Golem để làm gì nhở? Thật khó hiểu. Cứ cho rằng Golem là một ý tưởng táo bạo khác người đi. Vậy thì chúng ta vẫn có quyền mong đợi một câu chuyện thú vị và hay ho về nhân vật phức tạp nhất mà Tolkien từng tạo ra, đúng chứ? Thì kịch bản ấy đẹp, nhưng mà rất tiếc nó không xảy ra. Theo như định hướng phát triển của Diadelic thì câu chuyện trong Golem sẽ bao gồm những sự kiện sau The Hobbit và trước Đoàn Hộ Nhẫn.
Game sẽ bắt đầu với sự kiện Bilbo Baggins tìm được hang ổ của Gollum và tước đoạt chiếc nhẫn The One. Phần còn lại của game sẽ là hành trình Gollum đi tìm tung tích của Bilbo để lấy lại chiếc nhẫn quý giá ấy. Nhưng vấn đề là theo cốt truyện, chiếc nhẫn sẽ đi theo Bilbo cho đến tận khi Frodo thừa kế lại. Tức là ta đã biết được rằng, bất kể Gollum có làm gì, đi đâu, gặp ai trong game, thì cuối cùng hắn cũng không thể tìm thấy Bilbo và chiếc nhẫn nữa, phải không? Well, đúng là thế thật. Cái gọi là hành trình tìm kiếm tung tích của Bilbo Baggins thực chất chỉ là một chuỗi những ngày tháng khổ sở của Gollum trong ngục tù và giam cầm mà không thấy có chút manh mối nào cả. Sau cảnh Bilbo cướp nhẫn, bạn sẽ thấy Gollum rảnh suốt nhiều năm trời để đi tìm nhưng mà không thành, rồi bị Aragorn bắt được và bị Gandalf tra khảo. Tiếp theo đó là một trường đoạn hồi tưởng siêu dài, cả một quá trình Gollum trong những năm qua bị các thế lực hắc ám bắt giữ lại ra sao, bị đầy ải như nô lệ dưới ngục tối, hằng ngày chạy loanh quanh làm việc vặt rồi tối về đi ngủ, rồi thì hắn được giúp đỡ thế nào, lên kế hoạch trốn thoát ra sao, trốn thoát xong thì lại rơi vào tay đám elf, rồi lại tiếp tục lên kế hoạch trốn thoát bằng cách lợi dụng một cô elf mù nhưng đầy nguy hiểm có tên là Mel gì gì đó. Xuyên suốt những sự kiện ấy, game không kể chút nào về quá khứ của Gollum, cũng như không tạo ra một chi tiết cụ thể nào khiến cho người chơi cảm thông và thấu hiểu được nỗi khổ của Gollum. Thay vào đó, Gollum và nhân cách thứ hai của nó, Sméagol, luôn thể hiện một sự đớn hèn, khổ sở, đôi khi là xấu tính và gian ác, bị tất cả dè bỉu không khác gì một thứ giặt dẹo rác rưởi, đáng bị đào thải khỏi xã hội. Cảm giác như thể bạn phải nhập vai vào một nhân vật mà đến chính bạn còn cảm thấy ghê tởm ấy, cực kỳ nhàm chán và mệt mỏi. Và cái đoạn mà gặp Mel mới chỉ được cỡ 2/3 game thôi. Sau đó Gollum còn gặp cái thế lực hắc ám gì đó mà phục vụ chúa tể Sauron nữa cơ mà. Mình đã mất kiên nhẫn với game nên chỗ này là xóa luôn. Mà dù gì thì mình cũng chả quan tâm, bởi vì đến cuối game, như mình tìm hiểu, thì Gollum bằng một cách nào đó đã giết được phản diện chính của game, Candleman, là kẻ đã ra lệnh và điều khiển nó ở dưới ngục tối. Gollum cứu mạng được Mel và một nhân vật khác là Riddle Master, ăn no một bụng cơm chó, rồi lại tự lên đường một mình, rồi lại bị mắc kẹt tại mỏ Moira phía sau cánh cổng Elven. Gollum thể hiện sự bất lực tột cùng và game kết thúc. Chấm hết. Đúng như mình nói lúc nãy, những gì diễn ra trong game có thể coi là một chuỗi những sự kiện vô nghĩa, xoay quanh một nhân vật xấu xí tẻ nhạt, không giải thích bất cứ điều gì, cũng không thêm thắt được bất cứ thông tin hữu ích nào phục vụ cho tác phẩm gốc cả. Mong rằng đội ngũ biên kịch của game vẫn khẩn vái cụ Tolkien đầy đủ, chứ không cứ đắc tội thế này có ngày cụ báo mộng về cho chích cả lũ. Gollum được thiết kế trên nền Unreal Engine 4, vốn là một trong những công cụ làm game mạnh nhất thời điểm hiện tại. Unreal Engine 4 chính là thứ đã góp phần tạo nên rất rất nhiều tựa game hiện đại ngày nay, ví dụ như Final Fantasy 7 Remake, Atomic Heart hay Psychonauts 2. Nhưng dù công cụ có mạnh đến mấy mà người sử dụng nó có năng lực kém thì kết quả vẫn cứ tệ mà thôi. Đó là trường hợp của Gollum. Phần hình ảnh của game còn chán đời tới mức đồ họa có người nhận xét là họ, ý chỉ Daedalic ấy, trung thành với bản điện ảnh đến mức mà đồ họa game trông cũng giống như những năm đầu 2000 vậy. Mình sẽ show ra vài thứ để các bạn tự cảm nhận và đánh giá nhé. Đây là tạo hình Gollum cho bản phim của đạo diễn Peter Jackson do Andy Serkis thủ vai. Đây là tạo hình của Gollum xuất hiện trong Shadow of Mordor. Còn đây là Gollum của phần game riêng. Đẹp trai y chang thằng bố mới của người yêu cũ mình vậy. Đấy là chất lượng hình ảnh của game trên Xbox Series X hoặc là S và PS5. Lưu ý rằng các đoạn cutscene này chỉ chạy được tối đa là 30fps. Đây là cách game tạo hình các nhân vật ở xa. Đây là cách game làm cảnh cháy nổ. Thể đảo độc đắc còn làm cháy nổ tốt hơn thế này nhiều. Còn đây là animation lúc bạn thua cuộc vì bị bắt. Còn đây là một số cái bug trong game. Thôi được rồi, next đi, hãy nói về gameplay trước khi mình bị mất trí. Gollum sở hữu một tiến trình chơi tuyến tính hoàn toàn,
người chơi sẽ lần lượt theo cuộc hành trình vượt ngục đầy thống khổ của Golem từ chương này qua chương khác, với gameplay chính là platforming, sử dụng khả năng bay nhảy leo trèo của Golem để vượt qua các chướng ngại vật và hoàn thành nhiệm vụ mà game giao cho. Kỹ năng di chuyển của Golem bao gồm một bước nhảy thường, một bước nhảy ngược lại về sau, tăng tốc chạy và một bước nhảy xa khi kết hợp giữa nhảy thường và tăng tốc. Hành động tăng tốc sẽ bị hạn chế bởi một thanh thể lực, và thanh thể lực này cũng ảnh hưởng đến việc đu bám của Golem nếu như hắn phải treo người quá lâu mà không có điểm tựa. Khả năng di chuyển nêu trên của Golem dưới mặt đất nhìn chung khá tự do, nhưng mà khi cần phải leo trèo lên cao hơn, nó sẽ bị giới hạn bởi những gờ tường được đánh dấu sẵn như thế này. Nếu vật thể trước mặt bạn không có cái gờ nào thì bạn sẽ không thể leo lên được. Thành ra nếu bình thường Golem có thể nhảy khá cao và xa, thì trong một vài màn chơi, hắn lại không thể nhảy lên dù nền đất có thấp và gần như thế nào đi chăng nữa. Ở một số trường hợp, có nhiều hơn một phương pháp leo trèo để bạn đạt được tới đích, và nếu bạn không biết nơi đi đâu tiếp, bạn có thể ấn R để bật một cái tầm nhìn đặc biệt của Golem lên. Tầm nhìn này thỉnh thoảng sẽ chỉ cho bạn con đường tốt nhất để parkour, nhưng mà chỉ thỉnh thoảng mà thôi, vì phải tới 80% số lần mình sử dụng nó chẳng hiện lên cái gì cả. Mục đích chủ yếu của tầm nhìn đó có lẽ là phục vụ cho cơ chế lén lút của game, nhưng mà trong đó chúng ta sẽ bàn tới cái đó. Ở chiều hướng ngược lại, không rõ do cách thiết kế điểm tiếp xúc kém hay là hitbox nhân vật bị dở, mà nhiều khi Golem của bạn sẽ nhảy quá đà, tóm trượt bề mặt đu bám và rớt xuống dưới trên luôn. Chuyện này xảy ra khá thường xuyên, kết hợp với hệ thống camera siêu cấp hạn hẹp càng khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn. Có lẽ là vì dáng dấp của Golem không được cao cho nên game đặt góc nhìn camera bị thấp hơn nhiều so với mức thoải mái cần có của một tựa game góc nhìn thứ ba. Việc quan sát môi trường xung quanh để tìm đúng gờ tường leo trèo được trở nên khó nhọc đến đáng sợ, đặc biệt là khi Golem của bạn di chuyển tới những màn chơi thấp bé eo hẹp, bạn gần như không thể xác định nổi không gian xung quanh mình có những gì và mình cần phải đi đâu tiếp, kể cả khi game đã hiển thị dấu chỉ đường. Hoặc ví dụ như màn escape run này, dù Golem chạy về phía trước nhưng mà game lại cứ quay góc nhìn về phía sau, không cho phép bạn quan sát chướng ngại vật mà Golem sắp đụng phải, buộc bạn phải chết liên tục hàng chục lần liền trước khi tự ghi nhớ được vị trí và thứ tự của những chướng ngại vật. Camera của game trở nên tệ nhất khi bạn bơi dưới nước, lặn xuống dưới, hoặc chỉ đơn giản là nổi trên bề mặt. Nếu bạn chỉnh góc nhìn hướng lên trên, bạn sẽ thấy camera của bạn tự động chìm luôn xuống nước và tầm nhìn của bạn sẽ đúng là về mò luôn. Ban đầu mình cũng thắc mắc kiểu quái, tại sao khu vực dưới nước của Golem thường chẳng có gì, cũng không thể nhìn rõ được, thì game để cơ chế lặn để làm cái gì? Có lẽ lần duy nhất mình tận dụng được việc lặn lội là ở màn chơi này, khi bạn phải len lỏi trong dòng nước để né tránh ánh mắt của các elf. Nhưng mà dưới dòng nước ở đây thì trong vắt luôn, thành ra việc lén lút lại trở nên vô cùng nực cười và thiếu logic. Thực ra lặn lội không phải là cơ chế lén lút chính của Golem. Môi trường trong game giống như ba que vậy, thiếu nước lắm. Phần lớn gameplay lén lút của Golem sẽ yêu cầu bạn lẩn trốn ở những góc khuất, trong lùm cây, phía sau những vật thể lớn, hoặc thậm chí là dưới bóng tối. Ở những vị trí này, bằng một phép màu nào đó, cơ thể của Golem sẽ mất nhân quyền, khiến cho kẻ thù dù có nhìn thẳng trực diện cũng không nhận ra được. Bên cạnh tầm nhìn đặc biệt để xác định kẻ địch ở khoảng cách gần, tương tự như rất nhiều tựa game lén lút khác, Golem còn có cơ chế đánh lạc hướng bằng cách ném đá vào mấy cái lư như thế này. Bạn cũng có thể ném đá thẳng vào mặt kẻ địch để hiểu hơn về thiết kế AI tệ hại của game. Bởi vì nếu ném đá vu vơ xuống đất thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bạn cũng có thể tấn công và hạ gục kẻ địch một cách lén lút. Đấy, bảo mà, trông giống Left 4 Dead 2 vậy. Trên thực tế, số lần bạn có thể dùng phương thức này là cực kỳ hiếm. Trong 5 tiếng đầu trải nghiệm game, chắc là mình bóc cổ được đúng 2 con orc. Không phải là vì game có ít kẻ địch, cũng không phải là vì bạn không cần giết người, mà đơn giản là vì game không cho phép bạn làm điều đó. Jay Dalek giới thiệu cho người chơi cơ chế duy nhất để Golem có thể chiến đấu, rồi trong suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó, không hề tạo điều kiện để người chơi tận dụng cơ chế ấy, bởi vì kẻ địch trong game thường xuyên đi tuần lẫn nhau, nhìn thấy lẫn nhau, hoặc là nếu chúng có đứng riêng lẻ thì cũng đội mũ giáp đầy đủ, và game thì bảo bạn là Golem không thể xiết cổ những bọn mặc mũ giáp. Để rồi tới chương game nơi bạn phải lẩn trốn giữa đám elf không đội mũ giáp thì bạn cũng không có quyền xiết cổ chúng luôn. Yếu tố cuối cùng trong gameplay của Golem mà mình cần nhắc tới là yếu tố giải đố. Số lượng câu đố của Golem thực ra là không nhiều, cả một chương game dài hên xui sẽ có một câu đố hoặc là không có cái nào cả, và đa phần đều rất là tẻ nhạt. Có hai câu đố mà mình nhớ nhất, không phải là vì nó thú vị mà bởi vì nó tệ đến mức mà không thể nào quên được. Câu đố đầu tiên là khi bạn phải tìm cách ấp trứng một con chim cho đám tay sai của Sauron. Toàn bộ màn giải đố sẽ diễn ra như sau. Sẽ có một chuỗi hình vẽ do người ấp chim trước đó để lại,
Bạn sẽ nhìn và làm theo chỉ dẫn ấy. Đầu tiên là nhét một số lượng củi nhất định vào cái lò, sau đó thổi bể đúng bằng số lần này, rồi nhặt quả trứng chim từ chỗ này, đem nhúng vào chậu nước được pha trong 3 loại màu đen, trắng hoặc nâu, rồi đem quả trứng màu đặt ra đây. Xong xuôi, bạn chỉ cần gạt cái cần này và chỉ cần vài tiếng sau, bạn sẽ biết được kết quả ấp trứng của mình có thành công hay không. Thế tại sao tay sai của Sauron lại cần chim? Tôi không biết! Thậm chí chúng nó còn không biết có chim để làm gì với làm thế nào để ấp trứng ra chim cơ. Con chim đó sau khi nở ra sẽ đồng thời mở khóa cho bạn một cơ chế mới, cơ chế điều khiển bạn đồng hành. Nghe thì sang chảnh như Kratos vậy, nhưng mà thực ra là không. Điều duy nhất mà bạn làm được với cái bạn đồng hành này là ra lệnh cho nó tới một hoặc hai vị trí cố định sẵn có trong màn chơi, và nó dẫn chúng ta tới câu đố đáng nhớ thứ hai, câu đố tháo cống nước. Tại đây nhiệm vụ của bạn là dâng nước lên thật cao để Gollum bơi tới được mấy cái chỗ cần gạt cao hơn, rồi cuối cùng là hạ hết toàn bộ nước trong khu vực xuống. Muốn làm được điều đó, bạn sẽ phải tận dụng anh chàng này tương tác với mấy cái cần gạt, trong khi bạn bơi qua bơi lại, ủn mấy cái thùng gỗ và tìm đúng vị trí để tiếp tục tiến trình game. Toàn bộ màn giải đố kỳ cục đó diễn ra quá tẻ nhạt, bạn chỉ cần kêu anh ta gạt đúng 2 lần là xong. Và từ đó trở đi, cũng chẳng cần dùng tới cơ chế bạn đồng hành này thêm một lần nào nữa cả. Như kiểu đội ngũ phát triển biết là con game này nó nhạt ấy, nên là họ cứ cố nhồi thêm được cơ chế nào vào thì nhồi, cơ mà làm thế thì cũng không ăn thua. Tương tự như Redfall, Gollum một lần nữa khiến mình phải trầm ngâm suy nghĩ liệu có phải ngày đó mình đã hơi khắt khe với Forspoken không? Cả ba tựa game này đều có giá thành sấp xỉ nhau, nhưng mà Gollum rõ ràng vượt trội hơn hẳn về những mặt tệ. Nếu các bạn chưa biết thì Gollum còn được chào bán với 5 gói nội dung bổ sung, bao gồm một gói nhạc game original, một gói biểu cảm của Gollum, một gói lồng tiếng bằng ngôn ngữ Elf, một gói tổng hợp lore và một gói artwork. Cả 5 gói nội dung này đều không đáng tiền. Thứ nhất, nhạc game rất là chán, các bạn sẽ không muốn nghe đâu. Thứ hai, game nhìn xấu hoắc thế này thì mua artbook về để làm cái gì? Thứ ba, phần lồng tiếng Elf. Phần lồng tiếng, họ bắt chúng ta trả tiền để mua phần lồng tiếng. Xong rồi bạn biết như thế nào không? Bạn mua xong ấy, bạn không nghe thấy nhân vật nói gì luôn. Kiểu lời thoại không hiểu một cái gì luôn, trừ khi bạn là một tên nớ cuồng chúa nhẫn đến mức mà bạn đọc được ngôn ngữ Sindarin của cụ Tolkien. Còn không thì bạn mua xong, bạn sẽ không hiểu nhân vật trong game nói gì cả. Thứ tư, phần tổng hợp cốt truyện thực ra chỉ là một cái ảnh nền được viết thêm vài dòng chữ đơn giản như thế này. Bạn nghĩ như thế này có đáng tiền để mua không? Và cuối cùng, đây là emote của Gollum mà bạn phải trả ra 40k để nhìn. Bug emote number 2. There's 2 bug emotes. Check out the next oh, one. Oh my friend. Here's bug emote number 3. Wait, are you serious? Next up, we have Bugabout number 4. What? I can't believe they sold this. Tóm lại, dù Daedalic cũng viết tâm thư xin lỗi game thủ, nhưng với mình thì nó trông chả khác gì văn mẫu của mấy hãng game xàm xí từng làm trước đó. Mình chắc chắn sự hối lỗi của họ sẽ không thể nào chân thực bằng mình được, vì mình muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới Forspoken, tới Redfall, tới đội ngũ phát triển của hai tựa game này và cả những fan hâm mộ nếu có của những tựa game đó. Mình muốn xin lỗi bởi vì Gollum mới thực sự là tựa game rác nhất của năm 2023, tính tới thời điểm hiện tại. Mong rằng sẽ không còn một nhà phát triển game AAA nào dở điên điên khùng khùng muốn xô đổ thành tích của Gollum, tại vì mình không muốn xin lỗi tựa game này một chút nào đâu. À quên, mình muốn ghim cái comment này. Đúng là kẻ độc ác thường sống thảnh thơi.